Sáng ngày hôm qua, sự kiện UFC Fight Night thứ 230 đã được diễn ra với trận đấu chính giữa hai võ sĩ nằm trong top 15 hạng lông, Edson Barboza và Sodiq Yusup. Không ngoài dự đoán, đây sẽ là một trong những cuộc so tài cân sức giữa đôi bên. Yusup đã mang đến rất nhiều khó khăn cho Barboza trong những hiệp đấu đầu tiên. Ngay từ những phút đầu, Barboza đã gặp khó khăn với những loạt tấn công dồn dập từ Yusup, nhưng võ sĩ với biệt danh Junio vẫn đứng vững trước liên tiếp những đòn trỏ, gối của đối thủ. Anh cũng đã một lần bị Yusup quật ngã xuống sàn đấu. Dù vậy, lối chơi phủ đầu của Yusup không thể giúp anh kết liễu sớm Barboza. Bước sang hiệp 2, Barboza bắt đầu nhỉnh hơn đối thủ về số đòn đánh hiệu quả. Anh tiếp tục vượt lên dẫn trước ở hiệp 3 khi số cú đánh trúng đích của anh kéo lại điểm số và thêm một pha quật ngã được Yusup giúp Barboza chiếm được lợi thế lớn để bước vào hai hiệp cuối cùng. Càng về cuối trận đấu, Barboza càng thi đấu càng bùng nổ với số đòn đánh và khả năng kiểm soát trận đấu tốt. Anh kết thúc hiệp 5 với 3 lần quật ngã đối thủ thành công, một Yusup đã thấm mệt, gần như phải chịu trận và chấp nhận thất bại trong hiệp cuối cùng. Kết thúc 5 hiệp đấu máu lửa, Edson Barboza giành chiến thắng tính điểm đồng thuận từ cả 3 giám khảo. Đây cũng là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của anh trong năm 2023, kể từ sau trận knockout Billy Quarantillo hồi tháng 4. Đặc biệt, với phần thưởng trận đấu hấp dẫn nhất, Fight of the Night được CEO Dana White trao cho màn so tài, Edson Barboza chính thức có lần thứ 9 nhận giải thưởng này, nhiều nhất trong lịch sử UFC, vượt qua những người sở hữu 8 lần như Dustin Poirier, Nate Diaz hay Frankie Edgar. Việc phá một kỷ lục về những trận đấu hay nhất ở các sự kiện ở tuổi 37, một lần nữa chứng tỏ đẳng cấp của võ sĩ người Brazil trong lần thứ 29 anh thượng đài tại UFC.